Chào các bạn nha. Rất vui khi các bạn được trở lại với kênh Cà Mau Cuộc Sống với tôi, của Chức Lê nha. Sáng nay Chức Lê đi lên vuông thăm lú. Sẵn mình đi bẻ một ít rau về làm bữa ăn sáng cho gia đình. Một món ăn là rất quen thuộc, đậm chất của miền Tây mình. Mời các bạn cùng xem, cùng theo dõi nha. Mình bẻ những món rau gì nha. Giờ mình đi bẻ rau thôi. Quá trời à. Ba cái này nó lên bịch rồi. Đây các bạn, phong cảnh vuông mình đó các bạn. Đây, dài qua đó luôn. Cảnh người dân Cà Mau mình làm vuông là như vậy đây. Hiện mình đang đi đây là ở trên vuông nha. Ở trên vuông. Đây các bạn, cái món rau mình bẻ rất là quen thuộc và đậm chất của miền Tây mình. Đó là cái rau chạy nha. Ở đây mình kêu bằng rau chạy, đọt chạy á. Thì mình muốn bẻ cái rau này nó được ngon. Thì sau một cơn mưa rồi thì cái rau này nó rất là ngon nha. Nó lên cái đọt rất là non. Và một món nữa mình bẻ đó là, ở đây mình kêu bằng trái giác. Đây, đây là trái giác. Cái này ít quá mình bẻ kiếm dài cho khác. Trời mưa này thì ba cái chạy này nó lên nhiều lắm các bạn. Mình tiếp tục bẻ chỗ khác, chỗ này hơi ít. Đây các bạn xem, cái đọt chạy nó rất là mập, rất là ú nha. Sáng mình đi trên vuông thì mình không có chuẩn bị sẵn nữa. Mình thấy trời mưa này thì mình biết chắc ăn là cái đọt chạy nó ra rất là non. Nên mình đi bẻ mình cầm tay luôn, mình không có bỏ gỗ theo. Nhìn đọt chạy quá ngon luôn. Chắc cũng có một số bạn biết cách để ăn về cái đọt chạy này để làm cái món ăn. Chắc cũng có một số bạn cũng chưa biết về cái món này đây. Thì sẵn hôm nay mình đi vuông, mình vừa bẻ cái món ăn này để về làm món ăn cho gia đình, rồi mình chia sẻ với các bạn luôn nha. Cái đọt nó non lên như vậy ăn cũng được, rất là ngon. Mình gặp trái giác thì mình bẻ trái giác luôn. Đọt nó lên rất là non, mình bẻ gì nè nó dễ gãy lắm các bạn, nó mềm lắm. Đây cái giác nhóc nha. Cái giác này thì mình dùng để nấu canh chua nha các bạn, dùng để nấu canh chua. Ngoài ra thì ở khu du lịch có một số nơi có áp dụng cái trái giác này dùng để là ốp chung với đường, muối chung với đường đó, làm nước uống rất là ngon nha. Ở khu du lịch hiện giờ là cái món trái giác mà loại trái giác chín nha các bạn. Trái giác chín gì nè, chín nó có màu đen gì nè, là mình lớp muối lớp đường. Thì cái công thức đó mình không được rõ, sẵn mình chia sẻ, mình nói đôi điều về cái trái giác nha. Có một số nơi thì áp dụng về cái trái giác này muối làm nước đá uống rất là ngon. Cái màu nó đỏ đỏ hồng hồng rất là ngon nha các bạn. Bữa nay mình bẻ sao nó thấy hơi ít gì ta. Có ai đi ngang bẻ hay gì đâu mà. À vậy thì ra là cái bầy dê. Bầy dê nó đi mòn đường luôn các bạn. Đi mòn đường luôn. Nó gần đây bịch lắm.
cái đọt chạy này thì mình ăn nó hơi nhớt nhớt chút ha các bạn. Mình ăn hơi nhớt chút chứ không có gì. Ờ chỗ này đọt chạy quá xá non luôn. Nó bẻ đơn giản gì à. Nó rất là dễ bẻ nha các bạn. Đây. Nhìn nó non nó ham luôn. Đây. Ôi là mè nó trống nè. Nè, các bạn thấy cái đọt chạy nó non nè. Nè. Ồ. Nó non mình bẻ thấy ham. Bẻ mắc mê luôn, bẻ như bụp bụp vậy. Ở đây có dây nhãn lồng nữa nha các bạn. Đây. Dây này là dây nhãn lồng đây. Ở đây thì mình kêu dây nhãn lồng, không biết những nơi khác thì người ta kêu bằng dây này tên gì mình không biết, trái nó đây. Thì dây nhãn lồng này thì nó trị được rất là nhiều bệnh nha. Chẳng hạn như nó trị bệnh tim, về bệnh mất ngủ cũng rất là hay. Nó cũng là một trong một cái vị thuốc nam. Ồ, chỗ này quá xá trái giác luôn. Ồ, thấy ham luôn, nguyên dây luôn. Quá xá bông luôn, trái. Ôi, đã quá. Thì cái món mình bẻ cái món rau, nói chung là rau gừng đó các bạn. Nó mọc từ thiên nhiên. Thì cái món ăn nó rất là đơn sơ nhưng mà nó đậm chất của miền Tây nha. Đậm chất miền Tây sông nước của mình. Rau nó mọc từ thiên nhiên thì mình ăn nó rất là an toàn cho sức khỏe nha các bạn. Không phân không thuốc, không xài phân thuốc, ăn rất là an toàn, rất tốt cho sức khỏe. Rau non quá, quá ngon luôn. Quá rồi các bạn ơi, mình tính bẻ thêm nữa mà trời mưa quá rồi, giờ mình về thôi. Đang đi trên vuông đổ lũ rồi, bẻ đi bẻ rau bị mắc mưa các bạn ơi. Mưa trời u ám, đang mưa luôn. Giờ hôm nay mình chia sẻ cho các bạn tới đây nha. Thì cái rau chạy này mình đem về mình nấu như nấu canh chua đó các bạn, nấu canh chua cá, tôm. Thì mình bỏ trái giác vô, cho trái giác nó chín rồi mình dầm ra, mình lược, mình lấy cái nước nha, rồi mình nấu chung với rau chạy. Mình thêm gia vị vào, muối, đường, bột ngọt đó. Gì đó tùy theo sở thích của mỗi người. Rồi nội dung mình chia sẻ với các bạn tới đây nha, mình biết nhiêu mình xin chia sẻ bấy nhiêu. Về cái kênh Cà Mau Cuộc Sống của tôi, của Chiếc Lê á, thì mình chia sẻ về cuộc sống hàng ngày và mình biết bấy nhiêu mình xin chia sẻ bấy nhiêu nha. Giờ video mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thấy cái video này hay, thấy thích thì đừng quên cho Chiếc Lê xin một like và ấn vào chuông đăng ký ủng hộ kênh Cà Mau Cuộc Sống với tôi, của Chiếc Lê nha. Chiếc Lê xin chân thành cảm ơn. Giờ hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.